trường cũ cũng như ký ức ngày xưa trở về. Nhìn hàng cây xôn xao, khoe mắt khẽ buông giọt lệ. Bao bạn thân nay ở đâu? Sao ngôi trường bỗng lặng yên? Lật dòng lưu bút vân những nét chữ đang ngang nghiêng. Ngôi trường xưa nhưng trong tôi vẫn ý như thuở đầu. Thời học sinh nghiêng nghiêng, nét bút trên trang giấy mực. Giờ còn đâu những lúc bên nhau cùng đàn cùng hát. Thời học sinh, ôi biết bao điều ngây ngô. Thời gian sao trôi qua thật nhanh, tựa như phép nhiệm màu. Ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu. Ngày nào còn bên nhau, những kỷ niệm mình chôn giấu. Đọng lại đây, bao tiếng yêu chưa thành câu. Người thầy xưa mái tóc còn xanh, bụi phấn đã nhuộm màu. Cô bạn thân chiếc áo dài trắng nay tung bay trên giảng đường. Cánh phượng hồng đang rơi rơi, trước trong trường nằm chơi bơi. Vang đâu đây một tiếng gọi thân thương, bạn ơi. Nhiều bạn cứ hỏi là tại sao thằng đứng vậy, cái gì cũng phạt. Nhưng các bạn không có biết là khi ấy, mình ghi vào sổ thì mình chỉ bắt các bạn chủ nhật thôi. Nhiều hoạt động tổ chức ra thì nhiều người phản đối cũng như nhiều người là hưởng ứng. Nhưng mà đa phần mỗi người một kiểu khác nhau nên là lần nào tổ chức ra cũng có những một sự đối lập nào đó. Đông thân em 13 á. Đông lắm, nhiều khi em 13 còn muốn tao là vô làm thành viên mà tao không thích. Mẹ các bạn đâu có biết là khi các bạn vi phạm lỗi, người đầu tiên chịu trách nhiệm là lớp trưởng chứ đâu phải các bạn đâu. Nhưng mà ngẫm lại, chưa đầy 2 tháng nữa, những cái điều đấy không còn diễn ra nữa đâu. Mà đúng là các bạn cũng phải cảm ơn cô. Cô cũng đã tạo cho lớp mình một cái điều rất là quan trọng, đó là sự đoàn kết. Đúng ý thì nó cũng sẽ đọng lại trong các bạn những cái ký ức rất là đẹp. Thời gian sao trôi qua nhanh như phép nhiệm màu. Ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây ban đầu. Ngày nào còn bên nhau, kỷ niệm trong giấu. Đọng lại đây, bao tiếng yêu chưa thành câu. Người thầy xưa mái tóc còn xanh, mùi phấn đã nhuộm màu. Cô bạn thân chiếc áo dài trắng nay tung bay trên giảng đường. Hồng nắng rơi rơi, chiếc trong trường nằm chơi vơi. Vẫn đâu đây một tiếng gọi thân thương, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Sao trôi qua nhanh như phép nhiệm màu. Ghi vào trong tim mỗi học sinh những phút giây bao.